Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử và sự nghiệp của nữ diễn viên hài Lê Lộc, con gái Lê Giang. Lê Lộc là con gái của nghệ sĩ Duy Phương và Lê Giang, em gái của diễn viên Duy Phước. Từ nhỏ, cô đã theo cha và anh đi diễn khắp nơi. Tuy nhiên, ba mẹ cô thường xuyên cơm không lành, canh không ngọt, nên cuộc hôn nhân nhanh chóng bị đổ vỡ, cũng như hoàn cảnh gia đình trở nên khó khăn. Tiểu sử về diễn viên Lê Lộc. Tên thật: Huỳnh Lê Lộc. Năm sinh: mùng 8 tháng 1 năm 1995. Nơi sinh: thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp: diễn viên hài, MC. Sau khi cha mẹ chia tay, cô và anh trai ở với Duy Phương. Từ đó, tính cách của cô trở nên trầm lặng, ít nói hơn. Hiện tại, Lê Lộc đã vượt qua nhiều khó khăn để có được cuộc sống trọn vẹn cũng như vui vẻ, yêu đời hơn. Khi Lê Giang từ Úc trở về, thì cô chuyển sang ở hẳn với mẹ và em trai cùng mẹ khác cha. Sự nghiệp của Lê Lộc. Khi đã quyết định được sở thích của mình, Lê Lộc thi vào trường đại học sân khấu, điện ảnh. Cô tham gia nhiều vai diễn để nâng cao được kỹ năng diễn xuất. Từ những vai nhỏ, vai phụ, nhưng Lê Lộc luôn nghiên cứu kỹ và thể hiện tốt. Lê Lộc luôn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả vì diễn xuất cũng như tính cách vui vẻ. Vai diễn đầu tiên của Lê Lộc, vào lúc chưa được 5 tuổi, cha cô tổ chức một live show và đảm nhiệm một vai không thoại. Vai diễn phản ánh được tâm trạng lúc đó của Lê Lộc. Từ đó, nghệ sĩ Duy Phương bắt đầu dẫn cô đi diễn nhiều hơn. Ngoài làm diễn viên hài, diễn viên kịch thì cô còn làm MC hay chơi game show. Từ đó, có nhiều người biết đến Lê Lộc. Trong chương trình Sao Nối Ngôi, Lê Lộc giành được giải quán quân. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.